kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Việt trì tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Chí Vụ sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của Công an thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ là đối tượng Hoàng Thị Hồng Loan sinh năm 1971 hộ khẩu thường trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Đặc điểm nhận dạng đối tượng cao 1m62 và có sẹo cách 1cm dưới trước đuôi mắt trái. Ngoài ra, công an thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Quang Hải, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại khu dân cư Tân Hưng, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ về tội gây dối trật tự công cộng. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069 234 5860 và 069 232 1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện